Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Trân trọng gửi đến các bạn những thông tin về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam qua tác phẩm bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ của tác giả. Đại tướng Văn Tiến Dũng do nhà xuất bản, sự thật phát hành năm 1989. Phần 2. Quyết tâm thắng Mỹ, chiến lược tiến công. Khi đế quốc Mỹ đưa quân viễn trinh vào ồ ạt tham chiến ở miền Nam Việt Nam, trong nước ta và ngoài nước đã có những ý kiến khác nhau bạn bè lo lắng cho đất nước ta sẽ bị sức mạnh của Mỹ đe bẹp. Có người còn sợ chiến tranh mở rộng, không muốn ta đánh, ngại bị lôi kéo vào lò lửa nguy hiểm. Hồ bấy giờ, cũng có người lại nghĩ rằng tiếp nhận sự giao chiến với quân Mỹ là chúng ta cưỡi lên lưng hồ. Trong một số cán bộ cũng có những băn khoăn, thắc mắc liệu chúng ta có đứng vững nổi hay không, có đương đầu nôi hay không. Đừng nói đến có thể đánh tha nung được lục quân Mỹ và chiến lược chiến tranh cục bộ nhưng trung ương đảng ta đã hạ quyết tâm động viên cả nước kiên quyết đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào. Quyết tâm chiến lược của ta được xác định không phải chỉ theo khí thế cách mạng chung, mà dựa trên cơ sở thực tiễn và khoa học. Qua hội nghị lần thứ 9, lần thứ 11 và lần thứ 12 diễn ra suốt mấy năm 1963 đến 1965, trung ương đã đi sâu vào phân tích đánh giá tình thế chung và so sánh lực lượng giữa ta và địch lúc bấy giờ. Quá trình xem xét đánh giá chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta cũng đã tính đến khả năng quân chiến đấu Mỹ trực tiếp tham chiến và những hậu quả có thể có của tình huống này. Trong một phiên họp của Bộ Chính trị sau ngày 58 đến năm 1964, Bác Hồ đã nhắc phải đề phòng địch có hành động điên cuồng, khi cần thiết phải đánh lâu dài 10 năm đến 20 năm và phải có kế hoạch phòng khi đột biến. Tháng 2 năm 1965, bác lại dạy rằng phải đặt vấn đề mỹ nhất định nhảy vào để tính toán không sợ nhưng không khinh địch trong bất kỳ tình huống nào cũng phải bồi dưỡng sức dân để giành thắng lợi giờ đây khi khả bang đó trở thành hiện thực thì vấn đề quan trọng và bức thiết đặt ra cho toàn đảng và toàn dân ta là phải phân tích toàn diện những vấn đề mới nảy sinh do việc mỹ đưa hàng chục vạn quân viễn chinh vào trực tiếp xâm lược miền nam dùng không quân và hải quân để đánh phá miền bắc cần đánh giá đúng lực luôn và khả năng của địch cũng như của nhân dân ta ở cả hai miền, đặt so sánh thế và lực hai bên trong bối cảnh thời đại, trên cơ sở đó mà xác định quyết tâm chiến lược. Trong lĩnh vực quân sự, lực là cơ sở của thế, thế là phản ánh của lực bao giờ cũng là thế của một lực nhất định. Thế nói lên trạng thái, khả năng và xu thế vận động của lực trong thực tiễn. Thế phản ánh hết quả sự thi đua về nỗ lực chủ quan của hai bên trong việc chỉ đạo và sử dụng điều động mọi lực lượng hình thành thế lợi về mình hấm đối phương vào thế bất lợi thế lợi thì lực ít thành nhiều kém hóa hon yếu thành mạnh cho nên khi so sánh lực lượng giữa nhân gian ta với đế quốc mỹ không phải chỉ thấy lực mà còn phải thấy cả thế phân tích về thế chiến lược lúc đầu chiến tranh rất quan trọng và trong quá trình lại càng quan trọng mỹ là nước đế quốc có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh nhất thế giới tư bản Dựa vào quân lực Hoa Kỳ với con chủ bài lục quana và hải quân tham chiến trên quy mô lớn, Mỹ hy vọng có thể tạo ra những sức mạnh mới cho toàn bộ cuộc chiến tranh như lực lượng cơ động chiến lược được tăng thêm, các căn cứ quân sự của Mỹ xây dựng ở một vị trí chiến lược quan trọng và lực lượng không quân được tăng gấp bội. Với lực lượng vật chất to lớn, họ cho rằng có thể cứu vãn tình thế, làm chuyển biến cục diện, không ngừng ngăn cản được sự sụp đổ của chế độ Ngụy mà lại còn có thể tiêu hao và tiêu diệt lực lượng của ta nhất là lực lượng vũ trang tập trung, do đó mà tạo nên những điều kiện thuận lợi để từng bước ổn định tình hình quân sự và chính trị, thực hiện thành công chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam. Tuy nhiên, đã rõ ràng là tình hình chung trên thế giới cũng như tình hình riêng của nước Mỹ không cho phép Mỹ sử dụng được hết sức mạnh về kinh tế và quân sự của mình trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam họ không thể tăng quân vào miền nam với số lượng bất kỳ nào mà không tính đến những khó khăn và hậu quả về mọi mặt trên chiến trường trên thế giới cũng như về chính trị do một cuộc chiến tranh xâm lược lớn kéo dài ở xa nước nước mỹ gây ra không thể không ảnh hưởng đến chủ trương và hành động đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền nam nước ta đối với miền bắc nước ta vì nhiều nguyên nhân sâu xa từ mối quan hệ quốc tế phức tạp và tế nhị giữa mỹ và các nô ô lớn trong hệ thống xã hội chủ nghĩa Mỹ phải tự hạn chế trong cuộc chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân và hải quân, chưa dám mạo hiểm mở rộng chiến tranh bằng lục quân. Tuy vậy, ngay từ đầu ta vẫn cảnh giác tính toán và chuẩn bị đề phòng. Có thể vì họ ngại phải đương đầu với cả hệ thống các nuôi ô xã hội chủ nghĩa, sợ sẽ bị cô lập hơn và thất bại lớn hơn. Cho nên sức mạnh mà Mỹ có thể sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam vẫn là sức mạnh có giới hạn, còn chủ yếu lại là những mặt cơ bản không thể nào khắc phục được chỗ yếu cơ bản nhất của đối phương vẫn là về chính trị. Quân đội viễn chính Mỹ càng được tăng cường trên quy mô lớn để trực tiếp tham gia chiến tranh thì bộ mặt xâm lược của đế quốc Mỹ và bộ mặt bán nước của quân đội và chính quyền tay sai càng bị bóc trần. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai càng gay gắt hơn. Nhân dân ta càng đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết chiến đấu để tập trung sức đánh bại đế quốc Mỹ và bọn bù nhìn, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc mâu thuẫn giữa quân đội Mỹ và quân Ngụy cũng ngày càng trở nên sâu sắc, hàng ngũ của chúng thêm lùng cùng. Do tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, không phải vì mục đích bảo vệ thế giới tự do như giới cầm quyền Mỹ tuyên bố khi động viên quân sĩ từ nước Mỹ sáng đánh nhau ở Việt Nam, quân đội viễn chính Mỹ chiến đấu không có lý tưởng rõ ràng, chính đáng để sẵn sàng hy sinh, thì tinh thần chiến đấu của họ ắt sẽ không cao. Dù có trang bị hiện đại đến đâu, và dù lực lượng có tăng cường cao đến bao nhiêu đi nữa, chúng không thể đương đầu nổi với sức mạnh đoàn kết chiến đấu của quân và dân cả nước ta chúng khó lòng đối phó với chiến lược chiến thuật của chiến tranh nhân dân của ta chúng còn gặp nhiều khó khăn vì không hiểu được truyền thống văn hóa của người việt nam không thuộc địa hình không quen khí hậu trên chiến trường miền nam nước ta quân đội hiện đại của đế quốc mỹ sẽ buộc phải chiến đấu trong điều kiện không thuận lợi cho chúng hơn nữa Đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam và thời điểm chiến lược chiến tranh đặc biệt đã bị phá sản. Chiến tranh nhân dân của ta đã triển khai đang phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, giành thắng lợi chiến lược to lớn. Ngụy quyền và ngụy quân vừa bị thất bại nghiêm trọng cả về quân sự và chính trị, vùng chiếm đóng của chúng bị thu hẹp, còn lực lượng vùng chiếm đóng của chúng bị thu hẹp còn lực lượng cách mạng miền Nam thì đang lớn mạnh nhanh chóng về mọi mặt. Đặc biệt, trong mấy tháng đầu năm 1965, kể từ ngày các tiểu đoàn lính thủy đánh bộ mỹ đổ quân vào đà nẵng chúng đã liên tiếp bị đánh thiệt hại trong khi đó cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền bắc bị giáng trả những đòn đau vì vậy dù đế quốc mỹ đưa vào mấy chục vạn quân về chiến lược chúng vẫn buộc phải phân tán lực lượng trên các chiến trường và ngày càng lâm vào thế bị động đế quốc mỹ đưa quân vào trực tiếp xâm lược miền nam và dùng không quân mở rộng chiến tranh phá hoại ở miền bắc thì càng bị cô lập trên thế giới và ngay trong nước mỹ phong trào nhân dân thế ruôi chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ phát triển mạnh mẽ. Phong trào của nhân dân Mỹ chống chiến tranh ngày càng lên cao. Các nước đế quốc khác lợi dụng lúc đế quốc Mỹ bị giam chân và gặp khó khăn ở Việt Nam để vươn lên làm giàu, ra sức tranh giành thị trường và khu vực ảnh hưởng với Mỹ. Cho nên, càng kéo dài chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, đế quốc Mỹ càng gặp thêm những khó khăn mới, không những ở Việt Nam mà cả trên thế giới và trong nước chiến tranh càng phát triển do những những cố gắng chủ quan của ta những chỗ mạnh của mỹ sẽ giảm dần những chỗ yếu của chúng bị khoét sâu cán cân thế và lực sẽ biến chuyển ngày càng bất lợi đối với mỹ về phía ta trải qua quá trình tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền nam dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân ta đã sáng tạo những lực lượng to lớn về mọi mặt và đang ở vào thế thuận lợi ở miền nam mặt trận dân tộc giải phóng nắm vững và dương cao ngọn cờ độc lập và dân chủ đã có cơ sở rộng rãi và vững chắc trong công nhân nông dân tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân mặt trận dân tộc giải phóng là lực lượng chính trị chủ yếu ở miền nam ngày càng có uy tín trong nước và cả trên thế giới lực lượng vũ trang cách mạng ở miền nam đã vững mạnh vượt bậc có tinh thần chiến đấu cao được rèn luyện về chiến thuật và kỹ thuật đánh du kích giỏi đánh vận động tiến bộ đã triển khai và đứng vững trên các địa bàn chiến lược quan trọng ở nông thôn và rừng núi phong trào cách mạng ở các đô thị ngày càng phát triển mạnh mẽ liên tục tiến công địch bằng đấu tranh chính trị và có nơi đã bắt đầu kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang khiến hậu phương địch mất dần sự ổn định vùng giải phóng tuy chưa hoàn chỉnh nhưng đã bao gồm phần lớn số dân ngày càng được củng cố và phát huy ưu thế của chế độ mới ở miền bắc Trải qua hơn 10 năm thực hiện công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Bắc đã trở thành căn cứ địa vững chắc cho cách mạng cả nước, với chế độ chính trị tiên tiến, với lực lượng kinh tế và quốc phòng trên xu thế phát triển. Từ khi đế quốc Mỹ không dùng không quân, hải quân mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, quân và dân ta ở miền Bắc đã anh dũng chiến đấu, kiên quyết đánh trả máy bay và tàu chiến của Mỹ, bước đầu làm thất bại âm mưu gây chiến tranh phá hoại của địch hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, nhân dân ta ở miền Bắc đã phát động một cao trào chống Mỹ, cứu nước. Phong trào đó thể hiện kết hợp sản xuất và chiến đấu, chiến đấu và sản xuất, thực hiện tay cày tay súng, tay búa tay súng, nêu cao phong trào thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang, tích cực tham gia sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, góp phần ngày càng to lớn vào thắng lợi chúng của cả nước, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Ade quốc mỹ ngày càng mở rộng và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thì lòng yêu nước chống ngoại xâm lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa càng phát triển mạnh mẽ tinh thần kiến quyết chiến đấu và ý chí chiến thắng của nhân dân trong cả nước ngày càng củng cố và nâng cao khối đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc và rộng rãi trên thế giới cuộc chiến tranh cứu nước chính nghĩa của nhân dân việt nam ở cả hai miền càng được sự ủng hộ tích cực sự giúp đỡ tận tình có hiệu quả của các nước xã hội chủ nghĩa được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của các nước dân tộc chủ nghĩa của nhân dân yêu chuông hòa bình và công lý kể cả nhân dân mỹ phân tích cả hai mặt thuận nghịch chúng ta đi đến kết luận do những thất bại nặng nề của địch do những thắng lợi to lớn của ta mặc dầu đế quốc mỹ đưa quân vào miền nam hàng chục vạn quân viễn trinh rõ ràng so sánh thế và lực nhất là thế giữa ta và địch vẫn không có sự thay đổi căn bản tuy cuộc chiến tranh ngày càng trở nên gay go ác liệt chắc chắn cách mạng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn tăng tóc sẽ tăng lên phải chịu những tổn thất lớn hơn nhưng phải địch muốn làm gì cũng được nhân dân ta đã có cơ sở vững chắc để giữ vững và tiếp tục giữ vững chiến lược tiến công phát huy thế thắng và quyền chủ động trên chiến trường có lực lượng và điều kiện để làm thất bại âm mưu trước mắt và lâu dài của địch tình thế và so sánh lực lượng mới trong chiến tranh là như vậy nhưng căn cứ vào đâu để nói rằng nhân dân và lực lượng vũ tranh ta có thể đánh thắng Mỹ về mặt quân sự, trong khi DNLUC này lại chưa diễn ra những trận đỏ sức lớn giữa quân dân ta với quân chiến đấu Mỹ. Vấn đề này được đặt ra nghiên cứu rất nghiêm túc. Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã phải bàn đi tính lại kỹ lưỡng và sự đánh giá chiến lược của ta ở thời điểm lịch sử này đã xuất phát từ sự phân tích cặn kẽ một vấn đề. Một là chúng ta thấy rằng đế quốc Mỹ đưa quân chiến đấu vào miền Nam trong lúc ở trong tình thế đã bị thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, chung lúc ngụy quân và ngụy quyền đang có nguy cơ tan rã và sụp đổ. Còn cách mạng và chiến tranh cách mạng miền Nam thì đang ở trong thế tiến công cả về hai mặt chính trị và quân sự, phát triển mạnh mẽ thê thắng, thế chủ động trên toàn cục. Đế quốc Mỹ thay đổi chiến lược chiến trần tiến hành một bước leo thang mới với một sức mạnh mới nhưng là leo thang trên thế thua và thế bị động. Hai là đế quốc Mỹ đua quân viên trinh vào tham chiến trong lúc lực lượng của cách mạng trên cả nước, lực luông cách mạng miền Nam đã lớn lên mọi mặt. Thế chiến thắng làm phá sản cuộc chiến tranh đặc biệt của Mỹ đã tạo ra cho nhân dân ta một sức mạnh to lớn về chính trị, tinh thần và cả về mặt quân sự. Nói riêng về quân sự, sức mạnh ấy không phải chỉ thể hiện ở số lượng ba thứ quân phát triển ở trình độ tác chiến và tổ chức chỉ huy đạt nhưng tiến bộ mới, Quan trọng hơn nữa là khối quân chủ lực đã được hình thành và phát triển tại chiến trường, đặc biệt từng đơn vị được xây dựng, trang bị và huấn luyện từ miền Bắc tăng cường vào với quy mô nhiều tiểu đoàn, trung đoàn đến sư đoàn. Ba là đế quốc Mỹ đưa quân viễn trinh vào miền Nam trong lúc lực lượng vũ trang nhân dân ta với ba thứ quân đã được bố trí hợp lý trên các địa bàn chiến lược ở miền Nam. Quân ta đã chiếm lĩnh các địa thế có lợi, đứng chân vững chắc ở địa bàn rừng núi, nông thôn đồng bằng chung quanh và có bộ phận ở ngay trong một số đô thị quân chủ lực ta đã làm chủ các vùng chiến lược quan trọng ở tây nguyên miền núi và giáp danh đồng bằng trung trung bộ ở miền đông nam bộ đó là một thế trận tiến công lợi hại làm cho quân và dân miền nam có điều kiện giữ vững và phát triển mạnh mẽ quyền chủ động chiến trường để thực hành tích cực phản công lại quân mỹ khi chúng ra quân tìm diệt chủ lực ta đồng thời chủ động tiến công quân mỹ trên các hướng khác người ta đều biết trong chiến tranh, làm chủ được các địa bàn chiến lược quan trọng, bố trí lực lượng một cách hợp lý trên chiến trường trong một thế trận tiến công có lợi là đã thắng được một nửa. Sức mạnh quân sự chỉ có thể phát huy đến mức cao nhất khi có chỗ đứng chân vững chắc và giữ được thế chủ động. Rõ ràng, ta thấy ở quân Mỹ thiếu cả hai yếu tố này. Vì các đơn vị chiến đấu Mỹ từ các tiểu đoàn đầu tiên của hai sư đoàn lính thủy đánh bộ đổ quân lên vùng ven biển khu 5, đến các đơn vị bộ binh và lính dù Mỹ và miền Đông Nam Bộ đều đang phải gấp rút triển khai thiết lập căn cứ và lo tổ chức bảo vệ cho được hệ thống căn cứ đó. Tiếp theo mới có thể từng bước tổ chức các cuộc hành quân tìm diệt chủ lực ta hoàng giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất. Vì lẽ đó mà quân đội Mỹ vào miền Nam ngay từ bước đầu đã lâm vào thế bao vây, chia cắt, bộc lộ những sơ hở và chủ yếu bị uy hiếp bởi thế trận chiến lược của chiến tranh nhân dân miền nam vừa chiến thắng cuộc chiến tranh đặc biệt và đang trong tư thế sẵn sàng đón đánh quân viễn trinh mỹ bốn là quân mỹ và tay sai không phải bị động về mặt chiến lược mà gặp nhiều khó khăn cả về kỹ thuật và chiến thuật chúng định phát huy mặt mạnh quan trọng nhất là hỏa lực rất lớn và sức cơ động rất cao ra sức tận dụng cái mạnh về chiến thuật sự dồi dào về vật chất kỹ thuật và tiếp tế hậu cần đi từ quyền chủ động về chiến thuật và giành tha nung lợi về chiến thuật tiến lên giành lại chính quyền chủ động chiến lược. Trên thực tế, qua một trận đánh thắng của ta ở núi Thành, Quảng Nam, Vạn Tường, Quảng Ngãi, Bầu Bàng, Thủ Dầu Một, IADZANG, Pleme Gia Lai, đã cho thấy rằng bộ binh của Mỹ hung hăng trong những trận đầu nhưng không mạnh như người ta tưởng, tinh thần binh lính không cao. Còn chiến thuật của quân Mỹ không thích hợp với điều kiện chiến trường và cách đánh của quân dân ta tóm lại đúng như chủ tịch hồ chí minh đã nói ta đánh mỹ lấy ít thắng nhiều được là nhờ cái thế của ta rất lợi lực lượng của chúng ta đang trên đà phát triển lại được tổ chức một cách thích hợp có chất lượng ngày càng cao mỗi thứ quân mỗi chiến trường đã sáng tạo ra những lối đánh thích hợp của mình trên vùng rừng núi cũng như đồng bằng trong căn cứ và xung quanh các căn cứ đóng quân của mỹ ngay cả vùng ven và trong thành thị chúng ta đã tổng kết được những kinh nghiệm quý báu có giá trị về kỹ thuật chiến thuật của cả chiến tranh nhân dân địa phương và tác chiến tập trung của các đơn vị chủ lực nhằm không ngừng tiêu diệt và tiêu hao lực lượng quân sự của Mỹ, Ngụy, cả sinh lực và phương tiện chiến tranh của chúng. Tuy nhiên, cũng cần đánh giá đúng mức những mặt còn non kém của ta lúc đó đã phải tìm mọi cách khắc phục như khả năng tiếp tế hậu cần để bảo đảm tác chiến liên tục còn có hạn, đánh trong điều kiện chuẩn bị gấp rút và tình huống biến động bất thường còn khó khăn, trình độ tác chiến chưa đồng đều giữa các thứ quân, các chiến trường giữa ta và địch có sự chênh lệch lớn về số quân về trang bị kỹ thuật cũng như về tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng do sự cố gắng chủ quan của ta với thời gian ta có thể hạn chế chỗ mạnh khơi sâu chỗ yếu của địch từng bước bồi dưỡng và phát triển lực lượng ta làm cho ta càng đánh càng mạnh nhất định chúng ta sẽ tiêu diệt được nhiều lực lượng quân sự của cả quân mỹ và quân ngụy có thể đánh bại các chiến thuật quân sự và biện pháp chiến lược mới của cuộc chiến tranh cục bộ nhất định chúng ta sẽ đánh thắng mỹ về mặt quân sự đập tan ý chí xâm lược của chúng với việc phân tích đánh giá đúng đắn tình hình như trên đảng và nhân dân ta đã chủ động và kiên quyết chấp nhận cuộc giao tranh quyết liệt với lục quân và cả không quân hải quân mỹ với chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc mỹ thi hành chiến lược chiến tranh cục bộ cuộc chiến tranh của mỹ đã chuyển sang một giai đoạn mới nhưng bản chất cuộc chiến tranh vẫn là chiến tranh xâm lược thực dân mới để đánh bại cuộc chiến tranh cục bộ của Mỹ. Trung ương đảng ta chủ trương tiếp tục phát huy chiến tranh nhân dân với những kinh nghiệm ngày càng sáng tạo hơn. Toàn dân ta đoàn kết chặt chẽ, Nam Bắc một lòng, lại có kinh nghiệm 20 năm không ngừng chiến đấu chống các kẻ thù dân tộc từ năm 1945 đến 1965, có miền Bắc xã hội chủ nghĩa, có hậu phương lớn các nước xã hội chủ nghĩa anh em, có lực lượng vũ tranh nhân dân được tôi luyện và trưởng thành nhất định tạo được thành sức mạnh to lớn để giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đế quốc mỹ là nước đế quốc có sức mạnh lớn về kinh tế và quân sự đã bỏ nhiều công sức tiền của vào miền nam cho nên vẫn cố bán dư chúng ta có chính nghĩa có sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện nhưng về lực lượng vật chất thì vẫn phải ở trong điều kiện lấy yếu đánh manh lấy ít địch nhiều nhất thiết phải trải qua một quá trình chiến đấu nhiều năm mới đủ sức đánh bại địch vì vậy phương châm chiến lược là đánh lâu dài dựa vào sức em na là chính đồng thời hết sức tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em của phong trào giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội trong quá trình đánh lâu dài chúng ta phải phát huy cao nhất cố gắng chủ quan làm cho so sánh lực lượng ngày càng có lợi cho mình thực hiện càng đánh càng mạnh cả về thế và lực từ đó từng bước làm lung lay tiến tới đập tan ý chí xâm lược của đế quốc mỹ tất nhiên ta phải luôn luôn nắm chắc sự phát triển của tình hình, tạo ra được thời cơ thì tập trung nỗ lực giành ngay lấy thắng lợi lớn. Trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta tiến hành đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, triệt để vận dụng ba mũi giáp công, đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và binh vận. Ban đầu cũng có ý kiến cho rằng trong tình hình Mỹ ngày càng đưa nhiều lực lượng chiến đấu vào miền Nam thì chủ trương như trên có thích hợp hay không. Thực tế chiến trường chứng tỏ nhận thức đó là không đúng không phản ánh thực chất của tình hình đế quốc mỹ trực tiếp xâm lược nước ta lòng căm thù của nhân dân ta càng được nung nấu mâu thuẫn giữa đế quốc mỹ và bẻ lũ tay sai ngày càng phát triển nội bộ ngụy quân ngụy quyền thêm phân hóa hơn nữa đế quốc mỹ vẫn tiếp tục chính sách xâm lược thực dân mới vẫn phải duy trì vai trò của chế độ tay sai phải dùng chính sách mị dân để lừa gạt quần chúng để đánh thắng ta phải huy động sức mạnh tổng hợp cua cuộc chiến tranh nhân dân trong điều kiện hiện đại đấu tranh quân sự có tác dụng quyết định trực tiếp và giữ vị trí ngày càng quan trọng nhưng đấu tranh quân sự chỉ đạt được kết quả lớn nhất nếu được kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị là một quá trình phát triển ở trình độ ngày càng cao tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn đẩy địch vào thế lúng túng bị động thất bại miền bắc là hậu phương lớn là căn cứ đại cách mạng cả nước, miền Nam là tiền tuyến lớn, lực lượng vũ trang miền Bắc phải được phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng để bảo vệ miền Bắc, không ngừng bổ sung, chi viện và tăng cường sức mạnh chiến đấu cho chiến tranh cách mạng miền Nam. Phát động rộng rãi chiến tranh nhân dân và thực hiện nền quốc phòng toàn dân để đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ các đường giao thông chiến lược, bảo vệ các vùng công nghiệp tập trung. Đồng thời chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng đánh thắng địch nếu chúng liều lĩnh đưa lục quân Mỹ đánh ra miền Bắc, mở rộng chiến tranh trên bộ ra cả nước ta. Chúng ta sẵn sàng nhưng luôn luôn kiên trì phương châm giới hạn cuộc chiến tranh xâm lược của địch trên chiến trường chính là miền Nam Việt Nam. Với đường lối, quan điểm quân sự và phương châm chiến lược như trên, cùng với nỗ lực tranh thủ đến cao độ sự đồng tình ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa của các dân tộc Á Phi Mỹ La Tinh và của nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình và công lý, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đặc biệt là phát triển sự liên minh chặt chẽ với quân và dân Lào, Campuchia luôn luôn nắm vững và phất cao ngọn cờ độc lập, hòa bình. Quân dân ta tin tưởng một cách có cơ sở rằng nhất định sẽ đánh thắng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Như vậy là trước tình hình đế quốc Mỹ thay đổi chiến lược, trước những khó khăn, gai cấn của tình huống quân viễn chinh Mỹ vào ổ ạt tham chiếm đảng ta và nhân dân ta không hề có sự ngập ngừng, do dự hoặc trựng lại cả về tư tưởng và tổ chức, cả về chính trị và chiến lược. Quân và dân ta triệu người như một, cả nước đồng lòng, quyết đánh Mỹ và thắng Mỹ, sẵn sàng đón đánh quân Mỹ ngay khi chúng mới đổ quân và thiết lập chỗ đứng chân. Nhưng, để đối chọi thắng lợi với sức mạnh quân sự đổ bộ của Mỹ, Bộ Chính trị cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương ta đã phải bàn bạc, tính toán kỹ lưỡng nhiều vấn đề và đương nhiên trong những phiên bản thảo để định chủ trương không phải là không có ý kiến khác nhau đây cũng là điều bình thường ví như đã có những ý kiến đề xuất đến việc nên chăng di chuyển căn cứ chiến lược để tránh đòn đánh thọc của quân mỹ có cả ý kiến đề cập là so sánh lực lượng hai bên đã thay đổi lớn nên chuyển từ tiến công chiến lược sang phòng ngự chiến lược tuy có nhấn mạnh tư tưởng phòng ngự tích cực hoặc giả khi bản tính đến chọn đối tượng đánh chỗ yếu không trực tiếp đánh thẳng vào khối quân chiến đấu mỹ mà đánh vào quân ngụy trước kết cục quân và dân ta đã thực hiện theo phương hướng đúng đắn sự chỉ đạo chiến lược chính xác dựa trên sự phân tích đánh giá chiến lược phù hợp với sự vận động phát triển của thực tiễn chiến tranh lúc đó song chúng ta cũng hiểu rằng việc tìm hiểu đánh giá địch và ngay cả ta nữa không phải một lần là xong đây là lần đầu tiên chúng ta chạm trán với quân sự mỹ chủ trương của ta là vừa đón đánh quân mỹ vừa tìm hiểu phát hiện và đánh giá cụ thể khả năng và hành động có thể của chúng sau này trong phần tổng kết thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng do đồng chí lê duẩn trình bày tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bốn có nêu rõ trong một cuộc chiến tranh của nước mỹ vừa đánh vừa dò vừa đánh vừa thí nghiệm các chiến lược chiến thuật của chúng một cuộc chiến tranh leo thang từng bu ốc không có tiền lệ trong lịch sử thì việc hiểu địch hiểu ta là một quá trình nhận thức ngày càng sâu hơn sát hơn rõ ràng hơn chắc chắn hơn thông qua thực tế chiến đấu và những diễn biến cụ thể của cuộc đỏ sức trên chiến trường trên cơ sở phương hướng chiến lược đúng hãy làm đi rồi thực tiễn sẽ cho pháp ta hiểu rõ sự vật hơn nữa đây cũng là một trong những bài học lớn của chúng ta ở những năm tháng đấu đánh mỹ trên cơ sở thực hiện chiến lược tiến công của chiến tranh nhân dân và huy động sức mạnh tổng hợp của chiến tranh toàn dân phát triển cao lấy nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân đối chọi với nghệ thuật quân sự của đế quốc Mỹ. Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta xác định chiến lược quân sự của chiến tranh cách mạng vẫn là chiến lược tiến công. Bắt đầu từ cao trào đồng khởi Nam Bộ trong những năm 1959 đến 1960, cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công về chiến lược. Từ đó, với khí thế cách mạng tiến công mãnh liệt và thế trỗi dậy phi thường, Nhân dân miền Nam đã áp dụng một chiến lược nhất quán chiến lược tiến công. Cách mạng là tiến công. Chiến tranh giải phóng miền Nam là phương thức tiến hành chiến tranh nhằm thực hiện mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc. Chiến lược của nó là chiến lược tiến công, tiến công từ nhỏ mà lên, từ thất đến cao. Quy luật của nó là phải đi từ nhỏ bé cục bộ lên to lớn toàn bộ. Từ năm 1961 đến giữa năm 1965, chiến lược tiến công bằng chính trị và quân sự của chiến tranh cách mạng miền Nam đã đánh bại về căn bản chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ, đập vỡ cuộc phản công của 50 vạn quân ngụy do 3 vạn cố vấn Mỹ chỉ huy. Đến lúc này, Mỹ chuyển sang dùng chiến lược chiến tranh cục bộ ồ ạt đưa quân viễn trinh Mỹ và lính chư hầu vào tham chiến. Chiến tranh cách mạng miền Nam vẫn giữ vững chiến lược tiến công, ngay trong những ngày đầu quân mỹ hung hăng ra quân để tiến hành tìm diệt chủ lực mà chúng quen gọi là bẻ gãy xương sống việt cộng quân và dân miễn nam vẫn giữ vững và phát triển thế tiến công mạnh mẽ liên tục trên các chiến trường dáng cho nhiều đơn vị chiến đấu những đòn choáng váng bất ngờ xác định tiếp tục giữ vững chiến lược tiến công địch trong khi địch đã chuyển sang chiến tranh cục bộ chúng ta dựa trên sự phân tích tỉnh táo so sánh thế và lực và chiều hướng phát triển của nó trong quá trình chiến đấu dựa trên khả năng và nghệ thuật huy động tới mức tối đa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại tạo thế và lực ngày càng hơn địch để giành thắng lợi nội dung của chiến lược tiến công là trong điều kiện lấy nhỏ thắng lớn lấy yếu đánh mạnh về vật chất kỹ thuật trước hết phải biết thắng từng bước trên cơ sở đánh lâu dài biết kiềm chế và tập trung nỗ lực của cả nước đánh thắng địch trên chiến trường miền nam càng sớm càng tốt quá trình lâu dài là quá trình liên tục tiến công phát triển thế tiến công từ thấp lên cao giành thắng lui từng bước đánh thắng từng kế hoạch chiến lược từng chiến lược chiến tranh đánh cho mỹ cút đánh cho ngụy nhào tư tưởng chỉ đạo cơ bản của chiến lược tiến công của chiến tranh nhân dân ta trong kháng chiến chống mỹ cứu nước là kết hợp tiêu diệt địch và làm chủ làm chủ để tiêu diệt địch tiêu diệt địch để làm chủ ngày càng vững chắc hơn chiến tranh cách mạng là phương thức đấu tranh để giành và giữ chính quyền địch đánh ta kìm kẹp bình định và tìm diệt chủ lực ta, nhân dân ta phải nổi dậy giành quyền làm chủ để tiêu địch, tức là làm thất bại mục tiêu chính trị của địch, đồng thời làm thất bại chiến lược quân sự của chúng, tiêu diệt địch chú trọng cả lực lượng vũ trang, cơ sở hậu cần, phương tiện chiến tranh và cả lực lượng chính trị, lực lượng kìm kẹp của chúng. Tiêu diệt và làm chủ thể hiện sự thống nhất giữa yêu cầu của quy luật cách mạng giành chính quyền và yêu cầu của quy luật chiến tranh và đấu tranh vũ trang, tiêu diệt địch tạo nên điều kiện căng địch ra mà D.A.N.H.T.G.E.N. mọi chiến trường hẹp nhưng với mật độ địch dày đặc. Đối tượng tác chiến của quân và dân ta là quân Mỹ và quân đội tay sai. Tiếp tục tiêu diệt địch và làm tan rã các đơn vị quân đội ngụy, coi đó là một nhân tố cơ bản để đánh sập trinh quyền tay sai, loại bỏ chỗ dựa quan trọng của Mỹ. Tuy nhiên, phải trực tiếp đánh thắng quân viễn trinh Mỹ mới bẻ gãy được lực lượng nòng cốt của chiến tranh xâm lược cục bộ đánh quân mỹ là đánh đúng vào chỗ dựa của quân ngụy để tiêu diệt và làm tan giá chúng ngược lại tiêu diệt và tan giá quân ngụy để tạo điều kiện đánh thắng quân mỹ mục tiêu nhằm đánh thắng lực lượng quân sự của địch đương nhiên không có nghĩa và chưa có khả năng để tiêu diệt hầu hết số lượng lớn quân mỹ và quân ngụy mà là tiêu diệt một bộ phận quan trọng buộc chúng phải xa lầy trong đường hầm và làm tan giá tinh thần của chúng từ đó từng bước đập tan ý chí chiến đấu của chúng đánh thắng mỹ là làm cho quân mỹ không thực hiện được mục đích quân sự và chính trị buộc phải từ bỏ trí xâm lược và cuối cùng phải chịu rút quân khỏi miền nam nước ta đó là cách thắng có lợi nhất là tính toán chiến lược sáng suốt của ta dựa trên cơ sở phân tích đúng đắn so sánh thế và lực địch ta và hình thái trên chiến trường chiến lược chung của cả hai bên và các mối quan hệ quốc tế phức tạp của thời đại ở thời điểm đó trong chỉ đạo tác chiến chúng ta chủ trương xây dựng một thế trận vững chắc và liên hoàn của chiến tranh nhân dân để luôn hãm địch vào thế trận sen kẽ bảo đảm lực lượng ta không nhiều mà vẫn có thể chủ động đánh địch ngày càng mạnh từ đó chú trọng vận dụng một cách sáng tạo và kết hợp khôn khéo các phương thức và hình thức tác chiến để đánh địch và thắng chúng một tiến công địch bằng cả quân sự và chính trị để đánh thắng chúng về mặt quân sự đó là thể hiện sức mạnh tiến công tổng hợp của bạo lực cách mạng theo nguy luật kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, lực lượng quân sự với lực lượng chính trị. Sự kết hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa tiến công quân sự với tiến công chính trị trong chiến lược tiến công tạo nên hiệu lực tiến công tổng hợp rất to lớn của chiến tranh cách mạng. Quân và dân miền Nam cùng một lúc tiến công vào cả lực lượng quân sự, cả quân Mỹ, quân Trư Hầu và quân ngụy và lực lượng chính trị của địch tiêu diệt lực lượng quân sự của chúng và giành quyền làm chủ ở khắp nơi, làm cho thế và lực của chiến tranh cách mạnh luôn, quân pháp triển, có những bước phát triển nhảy vọt làm chuyển cục diện chiến tranh. 2. Tiến công trên cả ba vùng chiến lược rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị. Đây chính là thể hiện sự kết hợp nông thôn với thành thị của phương pháp cách mạng miền Nam. Trong cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam, mỗi vùng có một vị trí, tác dụng của nó đối với sự phát triển của toàn cuộc chiến tranh. Các cuộc tiến công bằng cả quân sự và chính trị ở cả nông thôn và thành thị phối hợp chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng và thúc đẩy lẫn nhau rất sâu sắc và mạnh mẽ. Quá trình tiến công địch trên cả ba vùng cũng là quá trình làm cho thế và lực tiến công của chiến tranh cách mạng không ngừng lớn mạnh nhân chóng, tạo thế chiến lược mới ngày càng có lợi để có thể tiến công tổng tiến công trên cả ba vùng, giành thắng lợi chiến lược to lớn. 3. Tiến công kiên quyết liên tục từ nhỏ bé, cục bộ lên to lớn, toàn bộ. Chiến lược tiến công của ta là chiến lược của một cuộc chiến tranh cách mạng lâu dài. Lực lượng tổng hợp về chính trị và quân sự của chiến tranh cách mạng ngay từ đầu đã có sức mạnh để tiến công địch nhưng chưa thể đủ mạnh để đè bẹp chúng trong một vài keo. Chúng ta phải tấn công địch bằng nhiều keo, nhiều đợt và hoàn toàn có khả năng giành thắng lợi trong từng keo, từng đợt đó. Phải tiến công từ nhỏ bé, cục bộ, đánh thắng quân địch từng bước đánh gục chúng từng bộ phận tiến lên tiến công to lớn toàn bộ đánh thắng chúng hoàn toàn đó là đường đi nước bước của cách mạng và chiến tranh cách mạng miền nam nhằm đánh thắng kẻ thù lớn mạnh là đế quốc mỹ cũng như trực tiếp đánh thắng quân đội viễn chính mỹ hung hãn có số quân đông binh khí kỹ thuật nhiều và hiện đại hơn ta đó là quá trình tiến công liên tục từ thấp đến cao với quy mô sử dụng lực lượng từ nhỏ vừa đến lớn và kết hợp các quy mô đó với sự kết hợp chặt chẽ các phương thức tiến công của cuộc đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị gây càng rộng và phong phú, lần lượt đánh thắng quân địch trong từng keo đỏ sức. 4. Đẩy mạnh chiến tranh du kích rộng khắp, làm cơ sở để phát triển chiến tranh chính quy và kết hợp chặt chẽ với chiến tranh chính quy. Từ những hình thức đánh lẻ, đánh nhỏ, phát triển thành chiến tranh nhân dân địa phương, mở các hoạt động du kích để tiêu diệt địch lớn hơn và giành quyền làm chủ vững chắc hơn xây dựng và sử dụng các quy u đấm của khối chủ lực để làm chuyển biến hẳn so sánh lực lượng một cách có ý nghĩa, lập các vành đại du kích diệt Mỹ, quanh Đà Nẵng, ở Củ Chi, mở rộng đánh phá Bình Định ở khu 5, Đồng Băng Nam Bộ, ở Đồng Bằng Trung Trung Bộ, đánh phá các hậu cứ, kho tàng, sân bay, triệt phá giao thông, có những mũi tiến công vào cơ quan đầu não, vào những sinh lực cao cấp địch ngay ở nội thành Sài Gòn đồng thời đánh những đòn của chủ lực như ở Vạn Tường, Bầu Bảng, Playme. Để thực hiện chiến lược tiến công, trong tổ chức quân sự, chúng ta tăng cường việc xây dựng và phát triển lực lượng, nhất là bộ đội chủ lực, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức thiết bị các chiến trường, bao gồm việc thành lập chiến trường mới và phân chia lại những chiến trường đã có ở miền Nam. Mở rộng tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn gắn với việc tổ chức bố trí mạng lưới hậu cần tiếp tế cho các chiến trường. Cho đến thời điểm trực tiếp đọ sức với quân viễn chính Mỹ và bộ máy quân sự đổ sổ, hiện đại hóa đến mức cao của chiến lược chiến tranh cục bộ vào giữa năm 1965, quân đội ta đã thực hiện một bước quan trọng của cách mạng về tổ chức và kỹ thuật, đã trở thành một quân đội gồm ba quân chủng: lục quân, hải quân, phòng không không quân xây dựng theo phương hướng chính quy hiện đại đã thực hiện một cuộc cải tiến lớn về vũ khí kỹ thuật đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật có trình độ tác chiến hiệp đồng binh chủng phát triển nhanh lực lượng hậu bị được xây dựng khá hùng hậu về xây dựng lực lượng ta chủ trương nhanh chóng phát triển số lượng đặc biệt chủ trọng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang thứ ba quân mà nòng cốt là bộ đội chủ lực dành ưu tiên đưa bộ đội tập trung ở chiến trường miền nam lên số lượng cao hơn hẳn trước đó Thu đông năm 1965, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định thành lập tại chiến trường miền Nam năm sư đoàn bộ binh, một đơn vị pháo tương đương cấp sư đoàn, nhiều trung đoàn bộ binh với đầy đủ biên chế, trang bị và một số đơn vị binh chủng, pháo binh, đặc công, công binh, thông tin, được điều động từ miền Bắc và chiến trường. Trên miền Bắc, ta phát triển lực lượng phòng không, pháo cao xạ, không quân, tên lửa, radar, thông tin công binh và vận tải làm nòng cốt chi chiến tranh nhân dân đáp đối không nhằm đánh thắng chiến tranh phá hoại của mỹ các lực lượng này phát huy tác dụng tích cực trong cuộc chiến đấu quyết liệt với không quân mỹ giữ vững các đường giao thông chiến lược thực hiện tốt kế hoạch chi viện người và vật chất kỹ thuật cho miền nam chuẩn bị tốt cho các đơn vị hành quân đường dài vào chiến trương chiến đấu và động viên mở rộng lực lượng khi cần thiết Công tác động viên lực lượng được thực hiện trên quy mô lớn do dựa vào lực lượng hậu bị tổ chức tốt và mạng lưới dân quân tự vệ phát triển rộng. Các trung tâm huấn luyện quân bổ sung cho các chiến trường mở rộng từ một đoàn 338 thành nhiều đoàn trong toàn quân. Các binh đoàn dự bị chiến lược được xây dựng sẵn ở miền Bắc lần lượt ra mặt trận tăng cường cho các chiến trường. Hệ thống tổ chức đảng trong quân đội được xây dựng vững mạnh, lãnh đạo chiến đấu tốt. Công tác đảng, công tác chính trị tiến hành với lực lượng cao vào nửa năm 1965, quân đội ta đã xây dựng và bố trí khối chủ lực cơ động đứng chân vững chắc ở các địa bàn chiến lược Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và đồng bằng khu 5.1. Để góp phần tăng cường bộ máy lãnh đạo, chỉ huy quân sự ở các chiến trường miền Nam, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã cử thêm nhiều cán bộ cao cấp vào miền Nam. 9 trung đoàn bộ binh, 3 trung đoàn pháo mặt đát cùng một số đơn vị binh trùng pháo. 1. Miền Đông Nam Bộ có hai sư đoàn, 9 và 5 Tây Nguyên một số sư đoàn, một khu năm có hai sư đoàn, 2 và 3. Phòng quân, công binh, thông tin với đầy đủ số quân, vũ khí, trang bị, được lệnh hành quân gấp vào chiến trường, tăng cường cho các khối chủ lực cơ động ở Tây Nguyên, khu năm và miền Đông Nam Bộ. Đi đôi với xây dựng phát triển lực lượng, hoàn thiện bộ máy tổ chức lãnh đạo, chỉ huy quân sự, chúng ta chú trọng đặc biệt đến việc tổ chức chiến trường tác chiến. Tổ chức chiến trường mới có mặt trận Tây Nguyên, mặt trận đường số 9 Bắc Quảng Trị. Ta phân chia lại các chiến trường đã có cho phù hợp với yêu cầu đặc biệt đánh tha nung chiến lược mới của Mỹ, như tách phân khu Nam của khu năm thành chiến trường khu 6 gồm 4 tỉnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tuyên Đức, Lâm Đồng, tách Quảng Trị, Thừa Thiên thuộc phân khu Bắc của khu năm thành quân khu Trị Thiên về vị trí nhiệm vụ của từng chiến trường, ta xác định miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, mặt trận đường số 9 Bắc Quảng Trị, thành lập tháng 6 năm 1966, là chiến trường trọng điểm tiêu diệt địch. Ở đây cần xây dựng từng bức và có trọng điểm hệ thống giao thông, vận tải và kho tàng dự trữ, chuẩn bị cho bộ đội chủ lực vào đứng chân và cơ động tác chiến. Ở đồng bằng Nam Bộ và Trung Bộ, lực lượng vũ trang ba thứ quân phát triển cách đánh du kích và đánh vận động quy mô nhỏ bộ đội tình nguyện ở Trung Hạ Lào có nhiệm vụ phối hợp với bạn đẩy mạnh hoạt động về mọi mặt và bảo vệ hành lang chiến lược ở Campuchia, giữ vững và tận dụng những khả năng thuận lợi về kinh tế và chính trị đối với cuộc chiến đấu chống Mỹ của nhân dân ta, đẩy mạnh cuộc chiến tranh cách mạng của ba nước Đông Dương. Như vậy, đối sách của chúng ta là dùng chiến lược chiến tranh nhân dân và lấy sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh toàn dân phát triển cao đánh thắng chiến lưu ốc chiến tranh cục bộ tạo một bước ngoặt lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước tình hình đế quốc Mỹ đua hàng chục vạn quân viễn trinh vào tham chiến ở miền Nam và tăng cường chiến tranh phá hoại miền Bắc, đất nước ta phải trải qua một cuộc thử thách cực kỳ nghiêm trọng. Ngay những ngày đầu của cuộc đụng đầu lịch sử này, đảng ta đã kịp thời và kiên quyết đề ra được quyết tâm đánh thắng Mỹ trên cơ sở phân tích cách mạng và khoa học. 15 năm đã qua từ khi nhân dân ta đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thời gian càng làm nổ bật ý nghĩa và tầm vóc của quyết tâm đó, khẳng định đây là một quyết tâm chiến lược vĩ đại. Với quyết tâm đó, nhân dân ta tự giác chấp nhận mọi hy sinh, quyết đánh và quyết thắng vì sự nghiệp sống còn của dân tộc ta, của toàn thể nhân dân nước ta, vì lợi ích của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng thế giới. Với quyết tâm đó, chúng ta đã xác định một chủ trương chiến lược duy nhất đúng trong tình hình so sáng lực lượng đương thời. Quyết tâm đó và chủ trương đó được khắc họa tập trung trong nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng ta, một nghị quyết lịch sử. Nó mang sức nặng và chiều sâu của tinh hoa truyền thống 4.000 năm. Nó kết tinh ý chí, trí tuệ, sức sáng tạo của nhân dân, nó mở đầu sự ra đời của thiên anh hùng ca mới của nhân dân ta trong thế kỷ 20 và sẽ lưu lại cho ngàn đời sau một trang sử hào hùng và oanh liệt. Hết phần 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.